Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan đơn vị hải quân trong phần thông tin, từ đất liền đến đảo xa. Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có phóng sự thích ứng với điều kiện mới nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. Sau đây, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, 23 tháng 10 năm 1961, 23 tháng 10 năm 2021, các cấp chính quyền, quân đội, quân chủng hải quân đã có nhiều hoạt động thiết thực tri ân, nhắc nhớ đến những chiến công của cán bộ, chiến sĩ đoàn tàu không số, những người đã tạo nên kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển. Tổng hợp của truyền hình Hải quân. Tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam nhân dịp đoàn tổ chức lễ báo công và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các cựu chiến binh đoàn tàu không số và gửi lời hỏi thăm ân cần tới thân nhân gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công, cán bộ, chiến sĩ hải quân và hơn 1.000 cán bộ hội viên Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, bảo vệ biển đảo chính là bảo vệ và giữ gìn non sông bờ cõi, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với tinh thần ấy, Chủ tịch nước đề nghị quân chủng hải quân tiếp tục tập trung xây dựng quân chủng hiện đại, trong đó lấy xây dựng quân chủng vững mạnh chính trị làm nòng cốt nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trước đó, đoàn đại biểu đã làm lễ báo công và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, thành phố Hải Phòng vừa phối hợp tổ chức hội thảo khoa học Đường Hồ Chí Minh trên biển, kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển. Hội thảo đã nhận được hơn 80 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành trung ương, địa phương, các nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội, phân tích, làm rõ thêm những khía cạnh mới, những chiến công huyền thoại của đoàn tàu không số. Các tham luận đã phản ánh khá đầy đủ và toàn diện về đường Hồ Chí Minh trên biển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân đã tổ chức gặp mặt đại biểu Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam, tổ chức đại diện cho hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đã từng làm nhiệm vụ trên con đường biển huyền thoại mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu động viên, tôn vinh các cựu chiến binh Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân khẳng định, đây chính là những con người đã làm nên chiến công đặc biệt trong lịch sử dân tộc, trực tiếp thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, của Bác Hồ và đóng góp to lớn vào thành công của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thế hệ hôm nay luôn khâm phục tinh thần dũng cảm, ý chí chiến đấu gan dạ, kiên cường của cán bộ chiến sĩ đoàn tàu không số. Tất cả sự hy sinh vô bờ bến đó đã viết nên huyền thoại về đoàn tàu không số, sâu chuỗi, kết nối, làm nên con đường bất tử, Đường Hồ Chí Minh trên biển, một thiên anh hùng ca trong lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Vừa qua, Hội thảo Hải quân Tây Thái Bình Dương lần thứ 17 theo hình thức trực tuyến với chủ đề Quản trị đại dương hiệu quả vì hợp tác và ổn định trong khu vực đã diễn ra trong 2 ngày, 26 và 27 tháng 10. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, xem xét và bỏ phiếu thông qua đơn xin gia nhập Hải quân Tây Thái Bình Dương của Hải quân Fiji, với kết quả 20 trên 20 phiếu đồng thuận, điều lệ hội thảo Hải quân Tây Thái Bình Dương sửa đổi, bộ quy tắc cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển sửa đổi, điều khoản tham chiếu cho nhóm làm việc cuộc gặp bất ngờ trên biển, điều khoản tham chiếu cho chương trình giao lưu sĩ quan trẻ, điều khoản tham chiếu cho nhóm làm việc chỉ huy quân nhân chuyên nghiệp cao cấp, điều khoản tham chiếu cho chương trình giao lưu chỉ huy quân nhân chuyên nghiệp tương lai. Hội thảo cũng làm rõ một số vấn đề trong khuôn khổ hợp tác đăng cai về các hoạt động trong tương lai của các nước thành viên. Hội thảo Hải quân Tây Thái Bình Dương lần thứ 17 khẳng định tầm quan trọng của diễn đàn trong hợp tác hải quân đa phương ở Tây Thái Bình Dương, chứng tỏ sự đồng thuận về mặt lợi ích cũng như nỗ lực hợp tác giữa hải quân các nước thành viên Tây Thái Bình Dương để ứng phó với những thách thức chung, đồng thời cho thấy sự cần thiết của việc tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin, nhất là thông qua việc tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ hội thảo. Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân vừa long trọng tổ chức lễ thượng cờ 4 tàu vận tải đa năng số hiệu 526, 527, 528 và 529. 4 tàu vận tải đa năng được Quân chủng Hải quân biên chế về Hải đội 516 Vùng 5.
đây là loại tàu thế hệ mới do Tổng Công ty Song Thu thiết kế đóng mới theo tiêu chuẩn quốc tế Đa Men của Hà Lan. Tàu được trang bị nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại, có thể đổ bộ, quay trở trong không gian hẹp, phù hợp với nhiệm vụ vận chuyển quân, xe cơ giới, hàng hóa và vũ khí trang bị kỹ thuật. Việc đưa vào biên chế loại tàu này đánh dấu bước phát triển mới, tiến thẳng lên hiện đại của quân chủng hải quân nói chung và vùng Nam nói riêng, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đại hội Phụ nữ Hải quân lần thứ 6 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa diễn ra tại Hải Phòng và được kết nối trực tuyến tới điểm cầu tại vùng 2, vùng 5 và quân cảng Sài Gòn. 5 năm qua, công tác hội và phong trào phụ nữ hải quân đã có nhiều đổi mới, hoạt động hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên phụ nữ hải quân công tác ở các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế quốc phòng luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh. Chị em tích cực học tập, nghiên cứu, cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng phục vụ khách hàng với nhiều sáng kiến, mô hình cụ thể, thiết thực như sáng kiến, triển khai lệnh giao hàng điện tử, áp dụng hóa đơn điện tử trong dịch vụ cảng, logistics, mô hình, xây dựng, quản lý kho thông minh, chăm sóc khách hàng tốt, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng thu nộp ngân sách và lợi nhuận cho đơn vị, doanh nghiệp. Bản thân tôi thì cũng mong muốn các cấp thì tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ, vận động chị em phụ nữ thì là học tập, nâng cao năng lực, cái trình độ để đáp ứng được cái yêu cầu phát triển của kinh tế xã hội, khoa học công nghệ và cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện nay, cán bộ, hội viên phụ nữ đang công tác ở các nhà máy, xí nghiệp, kho, trạm, xưởng chiếm số lượng khá cao. Cũng như nam quân nhân, các hội viên thường xuyên làm việc với cường độ cao trong môi trường độc hại, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Song với trách nhiệm, lòng say mê nghề nghiệp và ý thức tự tôn, tự trọng, các hội viên phụ nữ hải quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều chị em trực tiếp làm công tác kỹ thuật đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp, trở thành những thợ bậc cao, trụ cột trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Các mô hình, kho trạm xưởng kiểu mẫu, kho phụ nữ tự quản của phụ nữ hải quân đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả tiếp nhận, quản lý, giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng, cấp phát cơ sở vật chất, trang bị. Được về dự đại hội cùng với niềm vui đại diện cho những quân nhân nữ ở đơn vị, với các đại biểu, đây còn là dịp để chị em giao lưu, học hỏi về công tác hội và phong trào hoạt động của phụ nữ hải quân. Bản thân tôi là chủ tịch phụ nữ của Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật vùng 3 Hải quân, là một đơn vị đặc thù về công tác kỹ thuật. Thì tôi sẽ tiếp thu cái tinh thần của đại hội và về truyền lửa lại cho chị em để cho chị em hiểu về tinh thần của đại hội và sẽ tiếp tục thực hiện vai trò thiên chức của người phụ nữ và một người quân nhân trong quân chủng hải quân. Hoạt động lãnh đạo thì phụ nữ các cơ quan đơn vị quân chủng đã được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao cái năng lực chuyên môn phù hợp với cái chức năng nhiệm vụ được giao. Nhiều chị đã đảm đương và hoàn thành tốt trọng trách là người cán bộ chủ trì lãnh đạo quản lý ở đơn vị. Có những chị đã được tín nhiệm cơ cấu bầu vào cấp ủy của các cấp và phát huy tốt cái vai trò trọng trách của mình. Với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về nhiệm vụ công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ hải quân 2021-2026 vừa được đại hội thông qua, các hội viên kỳ vọng và tin tưởng rằng thời gian tới, chất lượng hoạt động của tổ chức hội, năng lực, trình độ của cán bộ, hội viên phụ nữ hải quân sẽ có bước phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị
và quân chủng trong giai đoạn mới. Năm học 2021-2022, Học viện Hải quân đối diện với không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, cán bộ, giảng viên, học viên học viện đã chủ động, linh hoạt để thích ứng với điều kiện mới. Cùng với thực hiện nghiêm quy định 5K, nhà trường đề ra nhiều biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, đảm bảo chất lượng dạy và học. Cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Hải quân tiếp tục xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong giai đoạn hiện nay. Toàn học viện quyết tâm thực hiện nghiêm các quyết định, phương án phòng chống dịch, nắm chắc và kiểm soát tốt tình hình, bảo đảm học viện tuyệt đối an toàn, hạn chế tối đa sự gián đoạn hoạt động của học viện, nhất là công tác giáo dục, đào tạo. Ngành Hậu cần đã thường xuyên tích cực, kịp thời tham mưu với Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc và trực tiếp là Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 để triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt các biện pháp, trọng tâm là phát hiện sớm, khoanh vùng nhanh, cách ly nghiêm, kiểm soát tốt tình hình theo phương châm sớm hơn thông báo một bước, chặt chẽ hơn quy định một cấp và 5K cộng vaccine cộng tinh thần thể lực tốt, lấy phòng bệnh là chính, giám sát dịch là chủ yếu, không để dịch xâm nhập lây lan cho học viện, bảo đảm tốt sức khỏe của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, duy trì được hoạt động của học viện trong trạng thái bình thường mới. Là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong triển khai e-learning, ba nền tảng được Học viện Hải quân sử dụng để dạy học trong giai đoạn này là học trực tuyến, sử dụng mạng Internet để dạy các môn đại cương và ngoại ngữ, sử dụng mạng truyền số liệu quân sự để dạy học môn chuyên ngành và mạng nội bộ để tra cứu, khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung và kết nối với thư viện toàn quân. Tuy nhiên, để đạt được điều này, yêu cầu đặt ra với giảng viên là phải chuẩn bị bài giảng tỉ mỉ, chu đáo, logic và chặt chẽ hơn, có tính tương tác trực tuyến giữa thầy và trò. Còn học viên tận dụng mọi thời gian để học tập, bám sát lý thuyết và có sự vận dụng thông qua các tiết truyền thụ kinh nghiệm từ xa của các thầy và chỉ huy các đơn vị, các vùng hải quân. Trong điều kiện Học viện Hải quân đang thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thì nhờ có chủ trương dạy và học trực tuyến mà việc học của chúng tôi không bị gián đoạn theo thời gian biểu năm học và vẫn đảm bảo về mặt nội dung và chất lượng học tập. Học viện Hải quân đã thực sự đi tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, tiêu biểu là mô hình dạy học trực tuyến e-learning đã được Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu kiểm tra đánh giá cao. Nên khi có tình huống đặt ra áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống COVID, Học viện Hải quân với nền tảng công nghệ hiện có tiếp tục phát huy nội lực và kinh nghiệm dạy học trực tuyến đã nhanh chóng thích ứng, thực hiện tốt cái mục tiêu kép, đảm bảo các cái biện pháp phòng chống dịch và thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là dạy học và nghiên cứu khoa học. Chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu thời bình, một trong những nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của quân đội. Bằng những hành động thiết thực, hiệu quả, cán bộ, học viên, chiến sĩ, nhân viên quốc phòng Học viện Hải quân đang nỗ lực quyết tâm cao nhất để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh trong năm học mới, đồng thời luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng vì nhân dân phục vụ, đồng hành với chính quyền, nhân dân đẩy lùi dịch COVID-19. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân số tháng 11 năm 2021. Chương trình này được phát lại trên website của Báo Hải quân Điện tử tại địa chỉ www.bahaiquanvietnam.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.